Vâng, vừa rồi là buổi lễ chào cờ với quốc ca của Việt Nam được vang lên tại nhà thi đấu của tỉnh Đắk Lắk. Ngày hôm nay chúng ta sẽ có cuộc đối đầu tại trận tứ kết 1 của giải đấu giữa Gia Bảo Hải Dương và Tiên Ti Bắc Giang. Ngày hôm nay thì các cầu thủ Gia Bảo Hải Dương họ sẽ thi đấu với trang phục áo đỏ quần đỏ, và tất đỏ bên phía các cầu thủ Tiên Ti Bắc Giang họ sẽ thi đấu với trang phục áo xanh quần xanh và tất vàng. Đây là đội hình thi đấu của các cầu thủ Gia Bảo Hải Dương cũng như Tiên Ti Bắc Giang ở trong trận đấu ngày hôm nay, bao gồm thủ thành Bảo Long, Huy Khánh, Tiến Minh, Thành Nam, Quang Minh bên phía Gia Bảo Hải Dương. Bên phía cầu thủ Tiên Ti Bắc Giang họ sẽ thi đấu với Văn Thịnh, Mạnh Tiến, Doãn Anh, Bảo Sơn và thủ thành Bách Tùng. Huấn luyện viên trưởng của các cầu thủ U11 Gia Bảo Hải Dương đó là ông Trần Hữu Hùng, bên phía cầu thủ Tiên Ti Bắc Giang đó là ông Trần Trung Dũng. Tổ trọng tài sẽ điều khiển trong trận đấu ngày hôm nay bao gồm các trọng tài Dương Hiển Giang, Tạ Văn Lực, Nguyễn Quý Thắng. Trọng tài thời gian đó là ông Nguyễn Hữu Quỳnh. Giám sát trọng tài đó là ông Trương Bảo Lân, và giám sát trận đấu đó là ông Lê Phước Cảng. Ngày hôm nay thì đang có rất nhiều các cổ động viên của cả Tiên Ti Bắc Giang cùng với Gia Bảo Hải Dương đến để cổ vũ cho trận đấu ngày hôm nay tại nhà thi đấu của tỉnh Đắk Lắk. Bên cạnh đó, trong ngày thi đấu hôm nay thì đang có rất nhiều các fan hâm mộ cũng như các cổ động viên, đặc biệt là các cổ động viên tới từ các trung tâm đào tạo bóng đá cộng đồng ở trong tỉnh Đắk Lắk cũng đã đến với những trận đấu ở vòng tứ kết năm nay để cổ vũ cho các bạn ở trên sân. Đặc biệt thì ban tổ chức có nhận được một thông báo có một câu lạc bộ cộng đồng đã cách xa thủ đô, cách xa thành phố Buôn Ma Thuột với hơn 100 cây số, đó là đội bóng cộng đồng Xưa Và Nay. Ngày hôm nay thì các cầu thủ của Xưa Và Nay cũng đã đến với nhà thi đấu của tỉnh Đắk Lắk để theo dõi loạt tứ kết của trận đấu ngày hôm nay. Hiệp 1 của trận đấu đã được bắt đầu trong ít giây, và trong hiệp thi đấu đầu tiên này thì các cầu thủ Hải Dương họ sẽ chơi trung thành bên phía tay trái màn hình nhỏ của quý vị và các bạn. Chính xác thì đó là bên tay phải, bên phía tay trái đó là cầu thủ Tiên Ti Bắc Giang. Sẽ có một quả đá biên dành cho cầu thủ Gia Bảo Hải Dương. Trước trận đấu này thì giới chuyên môn đánh giá cầu thủ Gia Bảo Hải Dương nhỉnh hơn cầu thủ Tiên Ti Bắc Giang một chút. Tuy nhiên thì những gì mà cầu thủ Tiên Ti Bắc Giang thể hiện ở vòng đấu bảng là rất thuyết phục. Đưa bóng vào không được, tình huống bắt bóng tốt tới từ thủ thành Bách Tùng. Tình huống tấn công đầu tiên của cầu thủ Gia Bảo Hải Dương ở trong trận đấu tiếp tục là tình huống cắt bóng, pha lướt đi tới từ vị trí của Thành Nam. Ở trong mùa bóng năm nay thì Thành Nam cùng với Lã Quang Minh và đặc biệt là Tiến Minh đã thi đấu rất tốt ở trong đội hình của cầu thủ ở Gia Bảo Hải Dương ở những trận vòng bảng. Ở chiều ngược lại, bên phía cầu thủ ở Tiên Ti Bắc Giang, sự xuất sắc tới từ thủ thành Bách Tùng cùng với đội trưởng Mạnh Tiến cũng như Doãn Anh đang là những chốt chặn quan trọng của cầu thủ Tiên Ti Bắc Giang ở trong giải đấu năm nay. Vương Quang Người không thành công, cắt bóng tốt tới từ phía cầu thủ Tiên Ti Bắc Giang. Sẽ là một quả đá biên dành cho cầu thủ Gia Bảo Hải Dương. Những phút vừa qua thì ngay sau tiếng còi khai cuộc thì cầu thủ Gia Bảo Hải Dương đã chủ động tràn lên. Cầu thủ Gia Bảo Hải Dương vẫn vậy, lối chơi quyến rũ và có sức tấn công rất mạnh. Cú đánh đầu, pha đánh đầu tới từ vị trí của Thành Nam. Tình huống dứt điểm ban đầu, tuy nhiên là bóng đã đi chạy cột dọc. Xoay sở rất tốt, đó là vị trí của Huy Khánh. Tình huống đánh biên, bóng vẫn còn trong cuộc dành cho cầu thủ Gia Bảo Hải Dương. Dứt điểm ngay, và đó là bàn thắng. Một bàn thắng rất nhanh với cầu thủ ở Gia Bảo Hải Dương. Người mang về bàn thắng đó là Thành Nam. Một tình huống leo biên và cú dứt điểm
ở bên hành lang bên cánh. 1-0 dành cho Gia Bảo Hải Dương ở phút thi đấu thứ 3 của trận đấu ngày hôm nay. Một lần nữa chúng ta sẽ cùng xem lại pha bóng này. Tình huống thoát đi rất tốt tới từ Thành Nam. Cú ra chân nhanh như điện và bóng đi vào góc chữ A. Một pha dứt điểm rất khó dành cho thủ thành Bách Tùng. Bàn thắng được mở rất sớm ở trong trận tứ kết 1 của giải đấu năm nay. Được chuyền lên. Tình huống qua người, pha cắt bóng. Người có tình huống cắt bóng ở phòng vừa rồi đó là Tiến Minh. Sẽ là đá biên dành cho team MT Bắc Giang. Mình chiếu bóng đang là Văn Thịnh. Nhiều khả năng sẽ là tình huống đá thẳng của Văn Thịnh. Cầu thủ ở Bắc Giang sẽ có một quả đá phạt góc. Bóng đá đập vào người một cầu thủ nơi hàng phòng ngự của các thủ Hải Dương và đi ra biên. Bóng bổng nguy hiểm. Tình huống phản công dành cho các thủ Hải Dương và đây là Thành Nam. Tình huống chuyền bóng của Thành Nam là hơi sâu dành cho đồng đội. Người băng lên đó là Huy Khánh. Ở trong vòng đấu bảng, đặc biệt là trong trận đấu cuối cùng với Luxcom Ngọc Hùng, cao thủ Gia Bảo Hải Dương đã có một hiệp đấu bùng nổ với 5 bàn thắng ở trong hiệp thiếu thứ hai vào lưới của Luxcom Ngọc Hùng ở trận đấu quan trọng quyết định. Cú dứt điểm tới từ phía cao thủ ở TNT Bắc Giang. Người vừa tung ra cú dứt điểm đó là Bảo Sơn. Vừa rồi là lời đáp trả tới từ TNT Bắc Giang. Ở trong vòng bảng thì cao thủ TNT Bắc Giang đã có 2 trận đấu cuối khá hay. Tuy nhiên thì họ cũng đã không thể có được vị trí nhất bảng. Cơ hội dành cho cầu thủ Hải Dương. Được chuyền và cắt bóng tốt. Người vừa có tình huống cắt bóng đó là đội trưởng Mạnh Tiến. Tình huống đá bóng lên tới từ thủ thành Bảo Long. Ngày hôm nay thì bắt chính dành cho cả hai cầu môn, bao gồm thủ thành Bảo Long bên phía Gia Bảo Hải Dương và cầu thủ mặc áo số 20 thủ thành Bách Tùng bên phía cầu thủ TNT Bắc Giang. Những phút vừa qua thì hai đội đã nhập cuộc là khá tốt, đặc biệt tới từ phía cầu thủ áo đỏ. Thành Nam đã có bàn thắng mang về bàn thắng mở tỷ số cho thủ Gia Bảo Hải Dương ở ngay những phút thứ 3 của trận đấu. Một cú sút ở góc khá hẹp, tuy nhiên thì Thành Nam vẫn có thể tung ra một cú dứt điểm hiểm hóc. Thấy đường bóng của Quang Minh. Sẽ có đá biên dành cho các thủ Gia Bảo Hải Dương. Đây là Huy Khánh. Được chuyền dài của Huy Khánh, cơ hội dứt điểm ngay, không được. Và dứt điểm tới từ Tiến Minh. Và quăng chân ở bước 1 của Tiến Minh không trúng bóng. Hướng quang không thành công, thì hướng phòng ngự tốt là của Văn Thịnh. Trong những phút vừa qua thì Văn Thịnh đã theo kèm khá sát với Lã Quang Minh, đội trưởng của cầu thủ Gia Bảo Hải Dương trong những tình huống tấn công biên. Điều chuyền vào của Lã Quang Minh, đánh đâu! Một cú đúp dành cho Thành Nam, 2-0 dành cho Gia Bảo Hải Dương. Rất nhanh và rất nguy hiểm tới từ Thành Nam. Không như vậy thì bàn thắng thuộc về Tiến Minh, cầu thủ mang áo số 6 của các cầu thủ Gia Bảo Hải Dương. Một đường chuyền với độ chính xác rất cao tới từ đội trưởng Lã Quang Minh ở bên hành lang biên. Một tình huống cố định và Gia Bảo Hải Dương có được bàn thắng thứ 2. Diễn đính chính lại một lần nữa thì bàn thắng thứ hai được ghi do Tiến Minh, cầu thủ mang áo số 6, một trong những cầu thủ chơi hay nhất của Gia Bảo Hải Dương tại vòng chung kết năm nay. Đường chuyền qua người, mất bóng nguy hiểm. Tình huống phá bóng tới từ đội trưởng Mạnh Tiến.
Quý vị và các bạn, chúng ta đang theo dõi buổi tổng thuật trực tiếp trận đấu giữa U1 Gia Bảo Dương và các đội TT Bắc Giang tại vòng tứ kết của giải bóng đá nhi đồng U11 toàn quốc Cup Leslie Milo năm 2023. Trận đấu được phát trên kênh YouTube của bình luận viên Dương Hải Cốt cùng với fanpage giải bóng đá nhi đồng toàn quốc của ban tổ chức cùng với Khánh Hòa Sport. Các quý vị và các bạn ta đang theo dõi, chúng ta có thể vui lòng bấm like video, đăng ký kênh, bật thông báo và thả tim thả like để ủng hộ cho các cầu thủ chúng ta đang thi đấu ở trên sân cũng như ủng hộ cho ban tổ chức và bình luận viên tại giải đấu năm nay. Phút thi đấu thứ 9 và tỷ số đang là 2-0 và vẫn là những tình huống bóng bổng. Và được bóng bổng vào không thành công tới từ phía các cầu thủ Gia Bảo Hải Dương. Phát bóng lên dành cho thủ thành Bách Tùng. Và xử lý tới từ Thành Nam. Tình huống phá bóng của đội trưởng Mạnh Tiến. Đường chuyền của Bách Tùng, người đưa bóng lên đó là Doãn Anh. Tình huống chuyền bóng của Doãn Anh, bóng không tới được vị trí của Bảo Sơn. TNT Bắc Giang vẫn đang thi đấu với một đội hình mạnh nhất của mình, Hải Dương cũng vậy. Những cầu thủ đá chính trong những ngày vừa qua đang có mặt ở trên sân ở tổ 1. Sẽ là đá biên dành cho TNT Bắc Giang ở khu vực giữa sân. Đưa bóng vào tới từ Doãn Anh, một tình huống bóng chệt. Vừa rồi là tình huống cắt bóng tới từ Huy Khánh. Sẽ có thêm một quả đá bên nữa, Doãn Anh sẽ là người thực hiện quả đá này. Bóng bổng, đánh đầu, một tình huống đánh đầu pha bóng, tuy nhiên một chút nữa thôi thì đã có được tình huống phản lưới nhà tới từ phía cầu thủ Hải Dương. Người vừa có cú nhảy đánh đầu đó là Tiến Minh. Thêm một quả phạt góc nữa dành cho cầu thủ áo xanh. TNT Bắc Giang đang ép sân. Bóng bổng, nguy hiểm. Và dứt điểm rất nguy hiểm từ phía phần sân nhà của đội trưởng Mạnh Tiến. Mạnh Tiến đã có được không gian và thời gian. Cú dứt điểm cuối cùng của Mạnh Tiến, bóng đi chưa chính xác. Pressing rất nhanh tới từ phía cầu thủ TNT Bắc Giang. Cắt bóng tốt. Thêm một tình huống cắt bóng tốt nữa tới từ phía cầu thủ áo xanh. Sẽ có thêm một quả đá biên nữa. Sức ép đang được dồn về phía phần sân của cầu thủ Gia Bảo Hải Dương tới từ TNT Bắc Giang. Đang có những tín hiệu tăng tốc và đẩy cao đội hình tới từ phía các cầu thủ TNT Bắc Giang ở những phút vừa qua. Đá ngay, nguy hiểm. Dường như đã có tình huống để bóng chạm tay trong vòng cấm, tuy nhiên thì trọng tài đã không cắt còi. Ở trong tình huống bóng vừa rồi thì rõ ràng là một cầu thủ áo đỏ đã có một tình huống khép tay sát người. Chúng ta sẽ cũng cần phải coi lại tình huống đấu bóng đó. Đã có tình huống cắt còi tới từ trọng tài, sẽ có đá phạt. Một lần nữa chúng ta sẽ cùng xem lại pha bóng này. Pha bóng có cảm giác như một cầu thủ của Gia Bảo Hải Dương đã để bóng chạm tay trong vòng cấm. Tình huống bóng chạm tay, tuy nhiên một tình huống mà cầu thủ áo đỏ đã có để tay sát thân. Sẽ là đá biên dành cho cầu thủ TNT Bắc Giang. Các thủ TNT Bắc Giang vẫn đang duy trì được sức ép về phía các thủ Gia Bảo Dương trong những phút vừa qua. Thêm một tình huống đưa bóng vào nữa tới từ Doãn Anh, lần này thì bóng đi không chính xác. Cắt bóng, nguy hiểm, quá ngơi, đây rồi, đường chuyền ngang, dứt điểm ngay, rất đáng tiếc ở pha bóng vừa rồi, người có cú dứt điểm cuối cùng đó là Bảo Sơn. Trong những phút vừa qua, các cầu thủ TNT Bắc Giang duy trì được sức ép rất cụ thể lên phía khung thành của thủ thành Bảo Long. Vẫn đang là pressing tới từ phía cầu thủ TNT Bắc Giang. Và dâng cao tới từ đội hình của cao thủ TNT Bắc Giang trong những phút vừa qua. Tuy nhiên thì hãy cẩn trọng với những tình huống phản công nhanh tới từ phía cầu thủ Gia Bảo Hải Dương. Khi mà trong đội hình của Gia Bảo Hải Dương họ đang có những cầu thủ có được tốc độ rất nhanh như Tiến Minh và Thành Nam. Những cầu thủ đã ghi bàn ở trong trận đấu ngày hôm nay. Đây là đợt phản công. Có lỗi rồi.
tướng phạm lỗi và người bị phạm lỗi trong pha bóng vừa rồi đó là Bảo Sơn. Trận đấu đang diễn ra với tốc độ nhanh, khá căng thẳng. Tuy nhiên thì ở trên bảng điểm thì các cầu thủ ở giao hòa riêng đang có lợi thế với hai bàn cách biệt. Đứng trước bóng đang là đội trưởng Mạnh Tiến. Đá ngay tới từ Mạnh Tiến, nguy hiểm. Những tình huống bóng bổng đang không làm khó được các thủ Giao Hòa Hải Dương khi mà đội hình của các thủ Giao Hòa Hải Dương có chiều cao là nhỉnh hơn các thủ Tiên Ti Bắc Giang ở trong trận đấu ngày hôm nay. Đặc biệt là hai vị trí tới từ cao thủ hàng phòng ngự đó là Tiến Minh và Đức Phúc. Tình huống bóng bổng tới từ thủ thành Bách Tùng. Bóng vẫn còn trong cuộc. Pha bóng an toàn lên bên trên. Rất nhanh. Tình huống thoát đi tới từ đội trưởng Mạnh Tiến. Mạnh Tiến rất nhanh, tuy nhiên thì hàng phòng ngự của cầu thủ Giao Hòa Hải Dương nói không với những tình huống bọc lót cho nhau rất tốt. Thêm một quả đá biên nữa và vẫn là bài đá biên quen thuộc. Vẫn là Doãn Anh. Đưa bóng vào. Bóng vừa đi sát sạt giữa điểm nối giữa xà ngang và cột dọc. Khá nguy hiểm ở những tình huống đánh biên tới từ phía các cầu thủ Tiên Ti Bắc Giang, đặc biệt là những tình huống cố định ở những pha đá biên tới từ hành lang biên phải. Trong pha bóng vừa rồi thì Doãn Anh đã đưa bóng gần hơn với khung thành của thủ thành Bảo Long, tuy nhiên bàn thắng vẫn chưa được ghi. Cắt bóng rất tốt tới từ đội trưởng Tiến Minh, đường chuyền pha chọc khe không thành công. Và thoát đi ở nơi hàng năm biên phải tới từ vị trí của Tiến Minh. Đá biên lên dành cho TNT Bắc Giang. Hai đội vẫn đang chơi rất cống hiến trong những phút vừa qua. Trong những phút vừa qua thì Hải Dương đã thấp và đang phòng ngự một cách chắc chắn. Để bóng vào. Tranh chấp rất quyết liệt. Đây là lời đáp trả tới từ phía cầu thủ Giao Hòa Hải Dương. Qua người không thể vượt qua được ba cái bóng áo xanh. Tiếp tục là tình huống tranh chấp bóng tốt và lần này nó thuộc về Doãn Anh. Người vừa có tình huống pha bóng an toàn đó là Tiến Minh. Một quả đá biên bên hành lang biên phải cho các cầu thủ TNT Bắc Giang. Vẫn là vị trí đá biên quen thuộc và lần này thì đổi cầu. Thực hiện quả đá biên này, người sẽ đưa bóng vào đó là Mạnh Tiến. Mạnh Tiến không nguy hiểm. Một tình huống bắt bài tới từ thủ thành Bảo Long. Sau những tình huống đá biên và không có nhiều kịch bản thay đổi thì Bảo Long lần này đã có tình huống bắt bài tốt. Được bóng vào, khá nguy hiểm, tình huống cứu thua tới từ thủ thành Bách Tùng. Bách Tùng vừa có một tình huống ngả người đẩy bóng. Hải Dương sẽ có một quả đá biên bên làm biên trái. Thì sẽ thực hiện đó là Tiến Minh. Phút thi đấu thứ 16 của trận đấu và tỷ số đang là 2-0 dành cho các thủ Giao Hòa Hải Dương. Đưa bóng vào, tình huống bóng chệt và cứu thua bằng chân tới từ thủ thành Bách Tùng. Hai tình huống và hai lần Bách Tùng đã có những tình huống cứu thua. Lần này thì sẽ là phản công dành cho các thủ Tiên Ti Bắc Giang. Và đẩy bóng hơi dài ở nhịp cuối cùng tới từ Danh Nhật, cầu thủ vừa vào sân thay người trong những phút vừa qua. Đây đang là những phút thi đấu nhạy cảm của hiệp thi đấu đầu tiên, thời gian đang trôi về những phút cuối. Những phút thi đấu mà bàn thắng có thể đến bất cứ lúc nào. Và theo thống kê thì những phút thi đấu cuối của hiệp thi đấu thứ nhất cũng như hiệp thi đấu thứ hai là những thời điểm bàn thắng đến nhiều nhất. Sẽ thêm một quả đá biên nữa dành cho các cầu thủ TNT Bắc Giang. Doãn Anh và đội trưởng Mạnh Tiến đang là những người đứng trước bóng. Vẫn là bàn đá biên quân vực, đánh đầu. Thêm một lần nữa thì Bảo Long chơi tốt. Cú dứt điểm. Và bắt bóng tới từ thủ thành Bách Tùng. Hướng xử lý kỹ thuật. Tuy nhiên thì trước đó bóng đã đi ra biên. Sẽ là hội ý dành cho các thủ Giao Hòa Hải Dương.
Chị mời các bạn thì đây là các cổ động viên đã vượt gần 100 cây số để đến với vòng tứ kết của giải đấu hôm nay. Những cầu thủ nhí tới từ câu lạc bộ cộng đồng bóng đá Xưa Và Nay tại huyện Marak của tỉnh Đắk Lắk. Trong ngày thi đấu này thì ban tổ chức nhận được những thông báo có những đội bóng, những câu lạc bộ bóng đá đã có những phần thưởng dành cho con em của mình để có thể đi đến cổ vũ cho giải đấu ở vòng tứ kết này. Và hy vọng rằng với những trận đấu tứ kết trong buổi chiều ngày hôm nay sẽ là động lực dành cho các cầu thủ nhí ở những câu lạc bộ bóng đá cộng đồng có thể nuôi dưỡng những đam mê của mình để thắp sáng cho tài năng nhí Việt Nam trong tương lai ở bộ môn bóng đá. Quay trở lại trận đấu, chúng ta sẽ có một quả đá biên dành cho Gia Bảo Hải Dương ở phía phần sân nhà. Đây đang là phút thi đấu thứ 19 và tỷ số đang là 2-0 dành cho cầu thủ Gia Bảo Hải Dương. Đường chuyền lên, bóng bổng, nguy hiểm, tình huống đánh đầu ngược. Sẽ có phạt góc dành cho cầu thủ Gia Bảo Hải Dương. Và phá bóng tới từ đội trưởng Mạnh Tiến. Thêm một tình huống đưa bóng bổng vào vòng cấm nữa. Bóng nằm gọn trong tay của thủ thành Bách Tùng. Triển khai bóng khá nhanh. Mạnh Tiến khá hợp lý, tình bóng qua người không thành công. Trước đó là tình huống xoay sở tới từ vị trí của Danh Nhật. Mất bóng nguy hiểm, phản công 3-3. Điều chuyền, tình huống bọc lót tốt tới từ Doãn Anh. Sẽ tiếp tục là một quả đá biên cho Gia Bảo Hải Dương ở phía phần sân nhà. Và cải người tới từ Mạnh Dũng không thành công. Phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp thi đấu đầu tiên đã điểm và 1 phút là khoảng thời gian bù giờ cho hiệp đấu này. Thời gian còn lại là 46 giây. Đưa bóng vào. Qua người. Pha xử lý rất khó chịu. Mất bóng sẽ là nguy hiểm. Thoát đi, đường chuyền, pha chuyền bóng không tới được vị trí của đồng đội. Người có tình huống chuyền bóng đó là Đức Phúc. Cú dứt điểm ngay. Và dứt điểm từ phía phần sân nhà thuộc về Tiến Minh. Tiến Minh thi đấu chắc chắn ở phần sân nhà và đặc biệt nguy hiểm ở những tình huống dâng cao tới từ số 6 của cầu thủ Gia Bảo Hải Dương. Bóng vẫn còn trong cuộc sau nỗ lực cứu bóng tới từ thủ thành Bảo Long. Như vậy là bóng đã ra biên. Vâng, như vậy thì hết giờ cho hiệp 1 trận đấu giữa cao thủ Gia Bảo Hải Dương và cao thủ Tiên Ti Bắc Giang. Kết thúc hiệp thi đấu thứ nhất thì cao thủ Gia Bảo Hải Dương đã có được 2 bàn vươn lên dẫn trước. Và chúng ta tạm nghỉ ít phút trước khi bước sang theo dõi hiệp thi đấu thứ hai của trận đấu này. Vậy trong hiệp thi đấu thứ hai thì cao thủ Tiên Ti sẽ là những người lấy bóng trước và chúng ta sẽ cùng đi đến với hiệp thi đấu thứ hai, trận tứ kết 1 giữa cao thủ Gia Bảo Hải Dương và Tiên Ti Bắc Giang. Một tấn công khá nguy hiểm, cơ hội ra vào tốt tới từ thủ thành Bách Tùng. Đá biên bóng bổng, pha đánh đầu phá bóng tới từ đội trưởng của cao thủ Tiên Ti Bắc Giang, qua người khai, quả trống dứt điểm ngay. Tình huống ra chân là của đội trưởng Lã Quang Minh. Và xử lý khá mềm mượt tới từ Lã Quang Minh và đây là lời đáp trả dành cho cầu thủ Tiên Ti Bắc Giang, nhanh hơn. Đưa bóng vào. Tình huống phản công 3-2 đã bị cắt. Bên phía các cầu thủ Gia Bảo Hải Dương họ tung vào Mạnh Dũng ở trong hiệp thi đấu thứ hai này. Một trong những cầu thủ đã ghi khá nhiều bàn thắng dành cho cầu thủ Gia Bảo Hải Dương. Đó là cầu thủ mà số 9 bên phía cầu thủ áo đỏ. Đưa bóng vào, bóng bổng, không khó.
tình huống đá thẳng. Ở trong trận đấu với cầu thủ Lưu Xuân Quang màu hồng thì Mạnh Dũng đã thi đấu chói sáng ở trong hiệp thiếu thứ hai và góp công mang về 5 bàn thắng liên tiếp cho cầu thủ Gia Bảo Hải Dương ở trong trận đấu đó, đưa cầu thủ Gia Bảo Hải Dương lên dẫn đầu bảng đấu. Đức Phúc, vẫn là Đức Phúc, được chuyển lên của Đức Phúc. Mạnh Dũng, vẫn là Mạnh Dũng. Mạnh Dũng rất dẻo, dứt điểm ngay, không khó đối với thủ thành Bách Tùng. Tình huống xoay sở của Mạnh Dũng ở khu vực giữa sân mở ra cho các thủ Gia Bảo Hải Dương một cơ hội và một khoảng không bên làm bên phải, được chuyển. Tình huống đã bị cắt và đây là quả Quang Minh. Quang Minh không thể vượt qua được cao thủ áo xanh. Người có tình huống ngăn chặn tốt đó là Tùng Lâm. Tiếng lèo cao tới từ Doãn Anh, vẫn là Doãn Anh. Cơ hội, khoảng trống, qua người. Tình huống qua người cuối cùng không thành công của Danh Nhật. Mạnh Dũng, vẫn là Mạnh Dũng. Dứt điểm ngay tới từ Mạnh Dũng, rất dẻo ở khu vực giữa sân. Đó là số 9 của cao thủ Gia Bảo Hải Dương. Ngay sau khi Mạnh Dũng vào sân thì khu vực trung tuyến khoảng không ở khu vực giữa sân của các thủ Hải Dương thi đấu rất linh hoạt. Điều chuyển sửa lưng Mạnh Dũng tới từ đội trưởng Lá Quang Minh. Mạnh Dũng là cầu thủ có khả năng xoay sở ở phạm vi hẹp là rất khéo. Cùng với đó là những đường chuyền có nhiều lợi thế dành cho các đồng đội. Một quả đá biên ở khu vực giữa sân dành cho cầu thủ TNT Bắc Giang. Người sẽ thực hiện đó là Mạnh Tiến. Đường bóng vào, một tình huống bóng bỏng nguy hiểm và đã có bàn thắng. Như vậy là có bàn thắng dành cho cầu thủ TNT Bắc Giang. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-2. Một tình huống đá thẳng, bóng găm thẳng vào một góc rất khó dành cho thủ thành Bảo Long. Người mà mang về bàn thắng đó là Lâm Phi. Khoảng cách chỉ còn lại là một bàn, phút thi đấu thứ 25. Và chính bàn thắng vừa rồi sẽ đưa trận đấu này trở về những phút giây rất hấp dẫn ở những phút tiếp theo. Đưa bóng vào, thêm một tình huống đưa bóng bổng nữa. Ngay sau khi để dẫn trước hai bàn thì cao thủ TNT Bắc Giang đã vùng lên ở hiệp thiếu đầu tiên. Và những phút vừa qua thì cao thủ TNT Bắc Giang cũng đã có được những cơ hội nhất định. Họ đang trung thành với bài đá biên quen thuộc của mình và vừa rồi thì thành quả đã đến. Chè chắn bóng tốt, tình huống ra vào tốt tới từ thủ thành Bách Tùng. Đường chuyền về Bảo Long, đường chuyền lên của Bảo Long. Mạnh Dũng, vẫn là Mạnh Dũng, rất dẻo. Mạnh Dũng được chuyền khá hay, xử lý không thành công, đó là vị trí của Đức Phúc. Đức Phúc đường chuyền vào khu vực trung lộ. Người có tình huống cắt bóng đó là đội trưởng Nguyễn Mạnh Tiến. Chúng phát động tấn công nhanh tới từ thủ thành Bảo Long và đây là các cầu thủ TNT Bắc Giang. Vẫn còn cắt bóng nguy hiểm, phản công dành cho các thủ Gia Bảo Hải Dương. Người cắt bóng đó là Mạnh Tiến, đẩy bóng hơi dài, bóng vẫn còn dành cho các thủ TNT Bắc Giang.
không thể đưa ra một đường chuyền ngang vào khu vực bên trong. Vẫn đang kiểm soát bóng khá tốt tới từ phía cầu thủ áo xanh. Tuy nhiên thì hàng phòng ngự của Gia Hoài Dương vẫn đang đứng vững trong những phút vừa qua. Trận đấu đang diễn ra là khá hấp dẫn. Được chuyền. Tiến Minh, vẫn là Tiến Minh, đưa vào không được. Tình huống cắt bóng hợp lệ tới từ đội trưởng Mạnh Tiến. Cơ hội. Phá ám sát không thành công, khoảng trống dành cho vị trí của Đình Hiếu. Pha đưa bóng bỏng vào hơi với tới từ Đình Hiếu. Tiến Minh. Tốc độ trận đấu là rất cao trong những phút vừa qua. Chân trái không được. Pha xoay sở không thành công của Lâm Phi. Phút thi đấu thứ 28 và tỷ số đang là 2-1 dành cho Gia Hoài Dương. Trong những vừa qua của hiệp thiếu đầu tiên thì cao thủ Tiên Tiến Bắc Giang đã có được bàn thắng rút ngắn qua cách bóng đáy biên. Nỗ lực không thành công là của Thành Nam. Trọng tài xác định sẽ có phạt góc dành cho các cầu thủ Gia Bảo Hải Dương. Người sẽ thực hiện quả phạt góc đó là Đức Phúc. Đá phạt góc không thành. Quầy ráp rất nhanh tới từ phía cầu thủ Gia Bảo Hải Dương được chuyền lên. Cắt bóng tốt. Và xử lý là của Doãn Anh. Đây là Lâm Phi. Doãn Anh. Rất khéo tới từ Doãn Anh. Không thành công. Phản công dành cho cao thủ Gia Bảo Hải Dương. Tình huống ngoặt bóng là của Thanh Nam. Tốc độ trận đấu là chóng mặt trong những phút vừa qua tới từ phía cả hai đội. Đang tăng tốc tới từ cả hai phía Gia Bảo Hải Dương cũng như Tiên Tiến Bắc Giang. Như đã nói thì cao thủ ở Hải Dương họ rất nguy hiểm ở những thời gian thi đấu của hiệp thiếu thứ hai, khi mà cao thủ ở Hải Dương sẽ đá nhanh hơn so với những diễn biến ở trong hiệp thi đấu đầu tiên. Uống bóng bổng, đánh đầu, không được. Và đánh đầu ngược là của Thành Nam. Trọng tài xác định sẽ có một quả đá biên dành cho các cầu thủ TNT Bắc Giang. Không chính xác đó là cầu thủ Hải Dương. Đúng vào, nguy hiểm, cắt bóng tốt. Và xử lý của Danh Nhật, đường truyền dành cho vị trí Lâm Phi. Thêm một tình huống đá biên nữa. Huy Khánh. Vẫn là Huy Khánh. Và cắt bóng giải vây rất hay tới từ đội trưởng Mạnh Tiến. Trong trận đấu này thì những phút vừa qua thì cả hai đội đều có những tình huống pressing rất khó chịu. Cú dứt điểm bằng chân trái, pha dứt điểm hơi nhẹ đó là của Lâm Phi. Cơ hội dành cho cầu thủ Gia Bảo Hải Dương, không được. Một tình huống dâng cao tới từ Thành Nam. Tuy nhiên hàng phòng ngự của TNT Bắc Giang nói không. Tranh chấp rất quyết liệt. Và cả người không thành công. Bóng vẫn còn dành cho cầu thủ TNT Bắc Giang. Trọng tài xác định bóng đi ra biên. Đá biên dành cho các cầu thủ Gia Bảo Hải Dương ở khu vực sân nhà. Đường chuyền của Đức Phúc. Bóng bổng tới từ vị trí của Huy Khánh và đẩy bóng tới từ thủ thành bên phía cao thủ Tiên Tiến Bắc Giang đó là Bách Tùng. Sau đó là tình huống ập vào rất nhanh của Thành Nam. Phá bóng rất nguy hiểm. Mất bóng ở khu vực giữa sân rất nguy hiểm dành cho cao thủ Tiên Tiến Bắc Giang. Với việc đá nhanh thì cao thủ nhí của chúng ta thỉnh thoảng sẽ có những pha bóng khá mất kiểm soát. Tuy nhiên thì mọi thứ vẫn đang là ổn đối với cả Gia Bảo Hải Dương cùng với TNT Bắc Giang trong những phút tăng tốc vừa qua. Thế trận vẫn đang là cân bằng. Bóng bổng. Bỏ bóng tới từ thủ thành Bách Tùng. Phát bóng lên dành cho thủ thành bên phía TNT Bắc Giang.
nguy hiểm. Tình huống tăng tốc không thành công tới từ Mạnh Dũng. Phút thi đấu thứ 32 của trận tứ kết đầu tiên. Sự khôn khéo của Lâm Phi mang về cho các cầu thủ Tiên Tri Bắc Giang một quả đá biên bên làm biên trái theo hướng tấn công của đội bóng áo xanh. Sau khi trận đấu này kết thúc sẽ là trận tứ kết 2 giữa Hưng Yên và Hà Nội. Vẫn là bài đá biên quen thuộc, đưa bóng vào, thêm một quả phạt góc nữa dành cho TNT Bắc Giang bên lòng biên trái. Và trận tứ kết 3 chúng ta sẽ có trận đấu giữa cao thủ ở Sông Lam Nghệ An và TNT VS Sắt. Ở trận tứ kết 4 chúng ta sẽ có Navi Phú Nhuận và cao thủ Blue Sky ở những khung giờ tiếp theo. Quay trở lại trận đấu, phút thi đấu thứ 33. Phạt góc dành cho cầu thủ Tiên Tri Bắc Giang và cắt bóng tốt. Tình huống mà hàng phòng ngự của cầu thủ Gia Bảo Dương đã chơi rất cảnh giác ở vị trí của Đức Phúc. Điều chuyển. Đã có tình huống để bóng chạm tay. Sẽ là một quả đá phạt trực tiếp dành cho các cầu thủ TNT Bắc Giang. Chúng ta đang ở những nửa cuối của thời gian hiệp thi đấu thứ hai. Khoảng cách chỉ là một bàn và mọi chuyện đều có thể xảy ra ở những phút tiếp theo. TNT Bắc Giang sẽ làm tất cả những gì có thể để có thể mang lại lợi thế tốt nhất cho đội bóng của mình ở những phút còn lại của trận đấu. Họ đang dồn dâng cao đội hình và ép sân đối thủ những phút vừa qua. Chiều ngược lại thì Gia Bảo Dương đang chơi khá chậm và chắc. Sẽ có thêm một quả đá biên nữa cho các cầu thủ áo xanh. Những phút giây rất hồi hộp khi mà các thủ TNT Bắc Giang vẫn đang dồn lên và tạo được những sức ép nhất định về phía khung thành của thủ thành Bảo Long. Đưa bóng vào, tình huống cắt bóng và vẫn còn dành cho các thủ TNT Bắc Giang. Bóng không? Cú đá từ xa không thực sự gây nguy hiểm cho Bảo Long. Phản công dành cho các thủ Gia Bảo Dương. Rồi có tình huống cắt bóng vừa rồi đó là Lâm Phi. Tiết tấu của trận đấu trong những phút vừa qua là khá nhanh. Doãn Anh. Không, đó chính xác là Đức Phúc. Phút thi đấu thứ 35 của trận đấu. Thêm một quả đá biên nữa dành cho các cầu thủ TNT Bắc Giang ở hành lang biên phải. Bóng bổng. Và xoay sở là của Lâm Phi, không thành công. Bóng nằm gọn trong tay của thủ thành Bách Tùng. Thủ hướng phát đầu tấn công vào khu vực trung lộ. Qua người. Cắt bóng rất tốt, đó là vị trí của Thành Nam. Sẽ có đá biên dành cho các thủ TNT Bắc Giang. Trong hiệp thi đấu thứ hai này thì chưa có hội ý dành cho cả hai bên. Cắt bóng tốt. Trọng tài cắt còi. Dường như đã có tình huống kéo người. Lỗi thuộc về các thủ TNT Bắc Giang. Vậy xin còi tới từ phía cao thủ ở Gia Bảo Hải Dương. Người sẽ thực hiện đó là Đức Phúc. Sẽ có tín hiệu còi từ quả đá phạt trực tiếp này. Tình huống bóng bổng nguy hiểm. Và cứu thua tới từ thủ thành Bách Tùng sau pha dứt điểm tới từ Thành Nam. Gia Bảo Hải Dương sẽ có một quả phạt góc bên lăng biên phải. Thủy chuyền, dứt điểm ngay, bóng chệt. Thêm một tình huống cứu thua nữa tới từ Bách Tùng. Pha cứu thua bằng chân.
Lần này bóng đi không chính xác. Và xử lý nhanh tới từ Doãn Anh. Phản công dành cho các thủ tiên Tim Bắc Giang rất nhanh, một tình huống đánh biên và chuyền bóng dọc biên không thành công, bóng không tới được ở vị trí của Bảo Sơn. Cầu thủ tiên bên Tim Bắc Giang sẽ có một quả đá biên bên làm biên phải. Đưa bóng vào, bóng bổng. Thêm quả đá biên nữa mình đang biên trái. Phút thi đấu thứ 38. Bóng bổng nguy hiểm. Và chơi bóng cảnh giác của thủ thành Bảo Long. Thời gian là không còn nhiều. Và lợi thế vẫn đang thuộc về cầu thủ Gia Bảo Hải Dương ở trong trận tứ kết đầu tiên của giải đấu. Đây đang là thời gian nhạy cảm của trận đấu tứ kết này. Phản công dành cho cầu thủ TNT Bắc Giang. Một cầu thủ TNT Bắc Giang đã không thể vượt qua được hàng phòng ngự của cầu thủ Gia Bảo Hải Dương. Người có pha tăng tốc đó là Doãn Anh. Vẫn là đài bài đá biên quen thuộc dành cho các thủ TNT Bắc Giang. Tiếp tục là bóng bỏ vào vòng cấm. Lần này thì là phản công dành cho Gia Bảo Hải Dương. Mạnh Dũng. Mạnh Dũng pha cắt bóng tốt. Tình huống cắt bóng hợp lệ đó là của Mạnh Tiến. Thời gian thi đấu chỉ còn được tính bằng giây. Như vậy thì một thẻ vàng dành cho Mạnh Dũng vì lỗi câu giờ. Thời gian còn lại là 46 giây. Trong hiệp thi đấu thứ hai này thì chưa đội nào sử dụng phép hội ý, do đó thời gian bù giờ là không có. Dứt điểm ngay, pha đá thẳng. Tiếp tục là cú đá chìm rất nguy hiểm, pha chạm bóng tới từ Mạnh Dũng, bóng đã đi không chính xác. Được chuyền lên. Rất hồi hộp, 25 giây là khoảng thời gian còn lại. Đá biên dành cho cầu thủ Gia Bảo Hải Dương. Mười ba giây. Chiến thắng đang đến gần với cầu thủ Hải Dương bao giờ hết. Tình huống cao chân, như vậy sẽ có đá phạt ở 5 giây cuối cùng. Vâng, như vậy thì hết giờ, các cầu thủ TNT Bắc Giang không thể thực hiện được cú đá phạt cuối cùng. Và tỷ số cuối cùng là 2-1 dành cho cầu thủ Gia Bảo Hải Dương. Với chiến thắng này thì cầu thủ Gia Bảo Hải Dương đã là đội bóng đầu tiên ghi tên mình vào chơi ở trận bán kết của mùa giải năm nay. Xin chúc mừng các cầu thủ Gia Bảo Hải Dương ở giải đấu, một trận đấu hay. Tuy nhiên thì TNT Bắc Giang đã không thể có được màn lội ngược dòng thành công. Những giọt nước mắt rơi tới từ phía cầu thủ Gia Bảo Hải Dương. Mặc dù là người chiến thắng, tuy nhiên đây là một trận đấu chiến thắng với rất nhiều cảm xúc. Khi ở trong hiệp thứ hai thì cầu thủ TNT Bắc Giang đã có những màn lội ngược dòng và vùng lên. Buổi tường thuật trực tiếp của tôi cho trận đấu này xin được phép kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở trận đấu tiếp theo.